Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn là một cái càng thăng nữa các bạn. Thì ở đây mình có cây càng thăng này thì mình cũng đi mua. Các bạn thấy cây càng thăng này thì người ta trồng người ta cũng không chăm sóc, sau đó bỏ phế thì nó bị úng các bạn ơi. Nó úng nó hư rễ chân nè. Sau khi mình mua mình trả tiền xong rồi thì nhổ nó lên thì lại nó hư hết rồi. Các bạn thấy rễ nó úng hết, nó còn lại cái rễ nhỏ này thôi nè. Thì chủ người ta thấy vậy thôi, người ta cho mình luôn chứ người ta không có bán bạn ơi. Cho mình về coi mình có trồng được cái gì đó mình trồng. Thì sau khi mình đem về mình ngắm nghía, mình cạo nó ra thì nó hình như nó bị chết, nhưng mà nó chết được cái một phần à các bạn ạ, còn cái phần trên nó vẫn còn sống. Bây giờ mình cắt những cái rễ mà nó thúi ra các bạn. Coi nó làm sao đây. Trên thì nó cũng có cái củ nè. Cái cây này thì nghe cái ông chủ ông nói là nhổ lên là trồng vô chậu các bạn. Chắc có lẽ nhổ lên là trồng vô chậu rồi bỏ phân đó. Thành ra cây mà mới nhổ lên mà bỏ phân vô nhiều thì nó sẽ úng hư các bạn ơi. Thì mình cũng xin chia sẻ các bạn đó là khi mình nhổ cây lên trồng lại đó, thì cái điều quan trọng nhất là không bỏ phân nha các bạn. Mình chỉ bỏ cái sơ dừa cát đồ thôi, mình trộn nó mình bỏ vô mình trồng cho nó sống nó ra rễ đồ ngon lành rồi đó thì mình mới bỏ phân, chứ mà mình trồng vô mới bứng lên mình trồng vô bỏ phân thì nó hư các bạn ơi. Bởi vì cái giống như con người ta thôi, còn lúc còn bệnh thì phải cho uống thuốc chứ đâu có ăn được các bạn. Nó tổn thương cái bụng thì làm sao ăn được, phải sửa cái bụng cho nó ngon lành thì mới ăn được các bạn. Thì những cái rễ này nè, ở đây nó có một cái rễ này, rễ dài nè, mình lên cây con nó mình cắt ra luôn để nó mình trồng riêng cây các bạn. Còn những cái rễ thối hư thì mình cắt bỏ hết, và còn nó hư tới đâu thì mình cắt bỏ tới đó các bạn. Cũng may là nó thối tới đây thì nó còn một cái rễ nhỏ nữa các bạn. Tới cái phần hư thì nó có một cái rễ nhỏ ra thì nó thành ra là nó chỉ tới đó thôi. Những cái nhánh này nó thừa là mình cắt bỏ bớt đi. Mình chừa trên đây hai nhánh, ở dưới nhánh thôi, mình cho nó đổ một nhánh xuống các bạn. Còn hai nhánh đó là mình một cái mà mình làm nhánh, một cái thì mình cho nó lên nó làm ngọn. Trong đây còn một cái rễ nó cũng thừa nè, cắt bỏ luôn. Sau khi mình cắt cho nó sạch sẽ ra thì mình có một cái bình cắm hoa các bạn. Bình cắm hoa này nó cũng cổ cổ rồi. Bây giờ mình khoan cái lỗ dưới đáy nó cho nó thoát nước rồi mình trồng cây này vô. Giống như là một cái con gì mà nó ngồi trên cái miệng chậu các bạn. Giống như con gì ngồi trên miệng chậu mà không biết con gì à. Đó các bạn thấy sao, có lạ không? Đó, một cái nhánh dài này thì mình uống đổ xuống nữa các bạn. Còn hai cái nhánh trên đó thì một nhánh mình uống lên cái đỉnh, một nhánh thì mình uống ra thành cái tay cành các bạn ơi. Sau khi mình cho nó ngồi lên cái miệng chậu thì nó vậy nè các bạn. Nhìn thấy có lạ không? Chỗ đây nó bị thối nè, nguyên cái rễ lớn nó thối rồi. Mà còn hết tới đây nó cái rễ nhỏ các bạn ha, rễ nhỏ nó quằn ngoan đó. Thì là nó còn sống lại nó thành nó nuôi được cái thân nè. Chứ không thôi nó hư luôn rồi. Đó, bạn nhìn thấy là giống cái con gì mà nó ngồi trên cái miệng chậu không? Đó, mình dự định uống nhánh này xuống. Đó, một cái mình uống lên làm ngọn, còn một cái tay dưới thì mình làm cái tay cành các bạn. Sau khi mình vô dây rồi bây giờ mình uống, các bạn xem cho vui ha. Thì cái tay mà mình cho nó rớt xuống mình uống cho nó ngặt sát trong đây các bạn, bẻ cho nó rớt thẳng xuống luôn.
Ở đây mình đúng cái cây này giống như cây đổ, nhưng mà đổ cái cành rơi các bạn, nó rớt xuống rồi nó mọc ngóc lên. À, chứ không phải mà đổ mà nó xè cái tán ngang ra các bạn. À, ý tưởng của mình là vậy. Tức là nó rớt rơi thẳng xuống một cái rồi cái nhánh nó ngóc thẳng cho lên. Đó mà nó hơi khác hơn là đổ ngang ra nha bạn. Cảm giác như là cái cành nó bị rớt xuống đó các bạn, nó rớt xuống rồi nó mọc ngóc cho lên rồi nó rớt xuống tiếp tục nữa, mình làm nhiều đoạn vậy các bạn. À, bởi vì cái bình này cái bình cao mà, thành ra mình làm gì thì thấy nó lạ hơn. Đó, khi rớt xuống thì đây nó có mấy cái nhánh nè, thì mình nghĩ cái nhánh này nó không hợp lý các bạn ơi, bởi vì nó nằm chung một lột mẫu đây hai ba nhánh lận, thành ra đem uống nó còn sao không được, mình cắt bỏ cái nhánh luôn các bạn ơi. Nó không hợp lý các bạn ơi. Đó thì đối với người ta làm hay á, thì người ta cắt trước khi người ta làm, còn mình làm dở thì mình cứ quán cảm vô nốn các bạn. Uống từ từ tới đâu thì mình cảm thấy nó học không hợp lý thì mình cắt cũng không muộn. Chứ mình dở mà mình cứ đụng đâu mình cắt đó, nhắm chừng cắt đại thì khi mình uống xuống nó thiếu tay thì nó không có gắn vô được các bạn ơi. Ra thà vậy đi, mình dở thì mình nói mình dở đi cho nó chắc ăn ha. Cái mình tới đó là mình thấy nó không hợp lý thì mình cắt thôi. Đó thì sau khi mình uống lần quần thì nó cái nhánh rơi rớt xuống rồi nó xong rồi nè các bạn. Đó, nó rơi xuống đây cái nó mọc lên cái nữa rồi nó rớt xuống nữa. Đó, thành ra mình uống cái cành là cành rớt thì nó chứ không phải như cái cành đổ mà nó đổ ngang các bạn. Thì còn hai nhánh trên thì một nhánh mình uống lên cái ngọn, một nhánh thì mình làm cái tay cành. Đó, sau khi mình uống xong hai cái nhánh trên nữa thì cái cây nó đã hoàn chỉnh các bạn ơi. Đó, nó được như vậy nè. Bây giờ nó chỉ thiếu những cái nhánh xương nhỏ nhỏ nó chưa đâm ra thôi. Mai mốt nó đâm nhánh xương ra nó mình uống sơn cái nó thì xong đó các bạn. À, các bạn thấy cái cây này nó làm sao? Thì trong khi mình đi mình mua nhưng mà lại nó hư rồi, người ta thấy gì không ta cho mình luôn. Thì mình cũng đem về mình sửa ra thì cũng được, cái cây cũng lạ đẹp đó các bạn. Nhưng con cái không biết nó có sống mạnh không. Mình nghĩ cây này chắc có lẽ nó yếu á, bởi vì nó bị úng nước mà nó cũng ảnh hưởng cho tới cái thân cành của nó các bạn. Thành ra là kệ, mình ráng mình chăm sóc nó coi sao, chứ mình thấy cái cây này nó cũng không mạnh các bạn. À, bạn thấy sao trong cái con vậy, nó ngồi cho nó miệng chậu không, thấy sao, góp ý cho mình ha. Thì cũng có lúc nó cũng hên xui bạn ơi, có khi cái cây ấy, thì mình mua nó được đẹp nhưng mà có cây ấy, thì lại nó bị này bị kia. Nhưng cái cây này ấy, thì nó bị hư hết khúc rồi, thối hết khúc rồi, rễ rồi, nhưng mà vẫn còn đẹp các bạn, nó cũng độc lạ nè. Thì nhờ cái rễ mà nó chỗ cái hư ở dưới thì nó lại nó đâm ra một cái rễ kế bên đó, thành ra là mình cũng vẫn còn xài được đó. Thì còn cái rễ nhỏ này mình sẽ làm một cái cây trồng vô một cái cây lạ nó cho các bạn xem sao ha. Thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. À, mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo ha. Rồi, xin chào.